Chiều nào anh về miền Trung hỏi người em gái nhỏ ngày xưa, thì hay em này đi rồi, chiều đông nước sương đầy vơi. Tình yêu chưa trọn thành đôi mà lòng đau như gót bạn tình ơi. Dù cho em này xa rồi, miền Trung vẫn thương trọn đời. Sao xưa nhớ ai mà đêm đêm vẫn còn bước, trăng khuya nhớ ai, trăng vỡ giữa lòng biển. Chờ người ta con sông quê này đã già, mà người đi biển biệt phương xa. Dòng sông vẫn trôi, đò xưa nay không còn nữa, mây kia vẫn bay, sao hờn xưa đất trời. Miền Trung chiều miền Trung mưa tí bên sông. Chiều nào anh về miền Trung hỏi người em gái nhỏ ngày xưa, thì hay em này đi rồi, chiều đông nước sương đầy vơi. Thỉnh thoảng mình kiểm tra đấy, nên màu đẹp mà quả nó lớn nhanh hơn đấy, bởi vì cái môi trường của nó là ổn định. Thỉnh thoảng kiểm tra có kiến thì mình đánh đấy, ăn lên màu đẹp đấy. Những quả đấy là loại một, tất cả những quả này mình loại một hết. Nhìn thấy to rồi đấy, nhìn thấy căng túi rồi đấy nhỉ. Năm nay rất nhiều đại lý tìm mua túi này của cháu. Vì mình sống có tên, đồng tiền có chữ, con người có tên đúng không? Vâng. Giá mới lên con người, hàng mình hàng thật, lại có tên, có tuổi đúng không? Hàng thật. Đúng không? Không được bỏ qua được. Vì cái nghiên cứu của cháu về cái túi này là đi đầu thị trường rồi, trải qua bao nhiêu. Rồi cũng là cái mình có tiếng rồi thì mình làm ăn chân thật, hàng thật. Vâng. Năm nay chú bao cái túi này chú cảm thấy là nó thế nào? Năm nay nói chung bao túi này là yên tâm, quá yên tâm luôn đấy. Tại vì mã đẹp đấy, qua kiểm tra đấy, mã đẹp mà không sợ sâu bệnh, không sợ giám nắng. Với lại điều quan trọng nhất là mình làm như thế này thì cái mẫu mã nó đẹp. Khi mình làm là mình xuất bán ra thị trường, nó thị trường tiêu thụ là nó dễ. Ưa dễ nhìn, quả nó đẹp. Xin chào quý vị và bà con. Ngay lúc này đây, Hà Bình Ngon đang đứng tại đường quốc lộ 32 để gửi hàng cho khách ở Thanh Hóa. Đây là túi bao trái cho khách ở Thanh Hóa và khách ở Đồng Vương, Yên Thế, Bắc Giang, khách ở xã Tân Quang, Lục Ngạn, Bắc Giang. Đây là túi bao trái bưởi để chuẩn bị bao trái bưởi. Túi này Hà Bình Ngon hiện tại đang bán là giá 1.000 đồng một túi, chưa tính phí vận chuyển. Bà con chuyển tiền hoặc đến tại nhà Hà Bình Ngon mua túi. Nếu mà chuyển xe như thế này thì bà con sẽ trả tiền cước xe.
Bà con có thể liên hệ với Hà Bưởi Ngon qua số máy 0968 129996 hoặc trên mạng xã hội Facebook và Zalo, hoặc đến trực tiếp tại nhà thôn 7, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Túi bao trái của Hà Bưởi Ngon gồm có hai loại, một loại túi màu trắng cả trong cả ngoài là bao da xanh bằng giấy, có dây thép kẽm ở trên đầu để buộc, và dây và túi màu vàng như Hà Bưởi Ngon đang gửi đây là túi màu vàng, trong và ngoài. Túi này thì được tráng phủ ni lông chống thấm nước rất là nhiều, độ bóng rất là cao, khác hẳn so với túi ở ngoài thị trường. Bà con lưu ý là túi bao trái chuẩn phải có màu vàng óng và độ bóng cao. Còn những túi mà có màu vàng xỉn hoặc là màu đen ở bên trong là họ không có tráng phủ ni lông nhiều, nên là bao rất dễ rách và mã quả không được đẹp. Bà con lưu ý mà tiền giá thậm chí đắt hơn cả túi của Hà Bưởi Ngon. Nên bà con lưu ý nếu không biết thông tin thì rất dễ mua phải hàng đắt mà chất lượng kém